Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong mục Muôn mặt đời sống có loạt phóng sự phản ánh về vấn đề sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông và những ẩn họa khôn lường. Mục Chuyện làng quê là câu chuyện về việc tạo các sân chơi bổ ích cho trẻ em trong dịp hè ở xã An Vĩ, huyện Khói Châu. Cuối chương trình, trong mục Nét đẹp xuân nhãn, mời quý vị gặp gỡ với nghệ sĩ Trịnh Giỏi ở xã Tam Đa, huyện Phù Cử, đam mê nghệ thuật truyền thống. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đã sử dụng rượu bia nhưng vẫn tham gia giao thông là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới các vụ tai nạn giao thông. Thời gian gần đây, trên cả nước xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan tới người điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng rượu bia. Đây là vấn đề được chúng tôi đề cập và phản ánh trong loạt phóng sự sau. Dư luận cả nước chưa hết bàng hoàng trước vụ tai nạn giao thông xảy ra tại tỉnh Bắc Giang tối ngày 2 tháng 6 khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong. Tài xế gây ra vụ tai nạn này là một cán bộ Sở Giao thông Vận tải Bắc Giang, trước đó đã sử dụng rượu bia song vẫn điều khiển ô tô. Thời điểm gây ra tai nạn, tài xế này có nồng độ cồn ở mức cao 0,6mg trên lít khí thở. Tại tỉnh Hưng Yên cũng từng xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến rượu bia. Điển hình là vụ tai nạn tại đường nối cao tốc đoạn qua xã Đặng Lễ, huyện Nhân Thi giữa xe tải và xe ô tô con khiến 3 người tử vong. Cơ quan chức năng xác định tài xế lái ô tô con có nồng độ cồn trong máu cao, đi lấn làn, đâm vào xe tải ngược chiều. Anh Phan Cao Văn, người dân địa phương tham gia cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn trên vẫn còn bị ám ảnh bởi hậu quả thảm khốc của vụ tai nạn. Tôi thấy là hết sức là đau lòng. Thứ nhất là đã chết người, thứ hai là gây hoang mang cho bà con tham gia giao thông khu vực đường lối cao tốc. Giờ cao điểm thứ nhất là từ 12 giờ kém cho tới 1 giờ rưỡi là buổi trưa. Lúc đấy có thể là ăn cơm, có thể tham gia là uống một vài chén rượu. Đường vắng, đi rất nhanh, rất nguy hiểm. Người phụ nữ này ở thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử cũng phải chịu nỗi đau mất con trong một vụ tai nạn giao thông mà nguyên nhân do con trai bà uống rượu say, lái xe đâm vào gốc cây lề đường, sau đó tử vong. Tối hôm đấy là anh em là cũng đi uống rượu và bàn về công việc làm ăn. Trước khi về thì chắc là trong người là cũng có hơi rượu bia gì đấy. Tụi em nó như thế rồi, bây giờ thì các em nhìn cái gương của em này mà tránh. Tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có sử dụng rượu bia vẫn luôn là một vấn nạn, tiềm ẩn những nguy hiểm và ẩn họa khôn lường. Ai cũng biết tác hại của rượu bia gây ra, nhưng nhiều người vẫn lạm dụng rượu bia rồi sau đó điều khiển phương tiện giao thông gây nguy hiểm cho chính bản thân mình và cho người khác. Những vết sẹo chi chít trên cơ thể người đàn ông này đều do tai nạn khi điều khiển xe máy trong trạng thái say xỉn. Đến bây giờ, ông Chiến không thể nhớ hết số lần mình gây ra tai nạn vì uống rượu say. Nặng nhất là năm 2005 tôi đã bị đâm vào cầu mốc quốc lộ 5. 2 năm sống thực vật. Sau khi về tôi có sử dụng rượu bia, tôi bị ngã thêm trên dưới 50 lần ngã nữa. Tại khoa cai nghiện tự nguyện và phục hồi chức năng Bệnh viện Tâm thần kinh Hưng Yên, một số người đang ở đây điều trị cai nghiện rượu cũng từng gây tai nạn cho mình và cho người đi đường sau khi sử dụng rượu bia. Lần đi uống rượu say về thì tai nạn, về gần đến cổng thì ngã rách hết cả bàn chân, mu bàn chân này ra. Lúc đấy là như là mắt mũi nó hoa mơ đi, là mình không nhìn thấy gì nữa, là mình đâm vào. Tác hại của rượu bia đến hệ thần kinh trung ương rất là trầm trọng, gây rối loạn các chức năng của hệ thần kinh trung ương, đặc biệt là những cái chức năng như ghi nhớ, giữ sự thăng bằng. Người uống rượu bia khi tham gia giao thông thì người ta có rối loạn chức năng vận động, rất đặc biệt là người ta rất là liều lĩnh. Bởi vì thế nên là những người uống rượu bia khi tham gia giao thông mà gây ra tai nạn thì rất trầm trọng. Tại hội nghị tập huấn cung cấp thông tin về tác hại của thuốc lá, rượu do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức mới đây đã đưa ra số liệu, Việt Nam xếp thứ 2 khu vực Đông Nam Á, thứ 3 châu Á về tiêu thụ rượu bia. Mức tiêu thụ rượu bia tính theo lít cồn nguyên chất bình quân đầu người mỗi năm tại Việt Nam là 8,3 lít, tương đương với một người uống 170 lít bia mỗi năm. Tỷ lệ sử dụng rượu bia đang gia tăng ở mức báo động, đặc biệt là ở giới trẻ.
Ngày 3 tháng 6 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 488 về việc chấp hành quy định về phòng chống tác hại của rượu bia, trong đó yêu cầu xử lý nghiêm trường hợp uống rượu bia nhưng vẫn lái xe. Dư luận trong nhân dân rất đồng thuận và thấy rằng công điện của Thủ tướng Chính phủ ban hành rất kịp thời, thể hiện sự quyết liệt của Chính phủ nhằm hạn chế tình trạng tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia. Thực tế rất nhiều trường hợp tham gia giao thông trong khi mà uống rượu bia này để xảy ra tình tai nạn đáng tiếc, thì tôi nghĩ là trong thời gian tới đề nghị cơ quan chức năng là xử lý nghiêm các trường hợp này để gần giải quyết tính chất răn đe để giáo dục các cái đối tượng. Từ ngày 20 tháng 6 đến 20 tháng 9, cảnh sát giao thông cả nước mở đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, tập trung kiểm tra trên các tuyến đường đông dân cư, những điểm đen thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đối với các trường hợp vi phạm là đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ gửi thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định. Ghi nhận tại Công an huyện Khoái Châu, sau 2 tuần ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử phạt 16 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Cảnh sát giao thông Công an huyện Khoái Châu đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Công an huyện xây dựng kế hoạch cao điểm của Công an huyện Khoái Châu. Thứ nhất là để tuyên truyền cho người dân và lái xe hiểu rõ cái tác hại của rượu bia khi điều khiển phương tiện. Đấy. Tiếp theo là xây dựng kế hoạch và huy động 100% quân số, phương tiện, công cụ hỗ trợ để thực hiện đợt cao điểm này. Toàn thể người dân là đã lái xe thì không sử dụng rượu bia để tránh những trường hợp vi phạm và xảy ra những tai nạn đáng tiếc. Nghị định 100 của Chính phủ quy định mức phạt liên quan đến hành vi điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu bia vượt quá từ 0,25mg trên lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 40 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 đến 24 tháng. Các ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp uống rượu bia nhưng vẫn lái xe. Mỗi người dân hãy tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tuyệt đối không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, vì tính mạng của chính mình và của cộng đồng xã hội. Nhằm tạo sân chơi bổ ích, an toàn cho trẻ em trong dịp hè, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu đã huy động sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể phối hợp cùng các nhà trường tổ chức nhiều sân chơi bổ ích, thu hút hơn 500 em nhỏ trên địa bàn xã tham gia. Đây là một buổi sinh hoạt trong khóa tu mùa hè tại chùa Trung, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu. Hơn 400 em học sinh từ lớp 3 tới lớp 5 được tham gia các trò chơi vận động, biểu diễn văn nghệ và lắng nghe các bài giảng kinh Phật phù hợp với lứa tuổi của các em. Từ đó, hướng các em có lối sống lành mạnh, trách nhiệm hơn, biết yêu thương, sẻ chia. Qua buổi học của thầy về em sẽ ngoan hơn, chăm chỉ hơn và biết vâng lời người lớn hơn. Em sẽ tiếp tục tham gia những buổi tiếp theo để có thể học những điều bổ ích hơn nữa. Tôi thấy các con trưởng thành hơn và thấy các con ngoan ngoãn lễ phép hơn, phụ giúp bố mẹ những công việc ở nhà. Ngay khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, trường tiểu học xã An Vĩ đã phối hợp cùng Đại Đức Thích Thanh Hiền lên kế hoạch tổ chức các hoạt động này. Khóa tu sẽ kéo dài trong 1 tháng rưỡi, kết thúc trước khi các em bước vào năm học mới. Những chủ đề mà các cháu được học ở trên chùa đó thì nó có hơi đặc biệt một chút, thiên về chủ đề đạo đức. Quan trọng là vấn đề rèn cái nên cái đạo đức cho các cháu. Cùng với khóa tu mùa hè, các thầy cô giáo bộ môn thể dục của trường tiểu học và trung học cơ sở xã An Vĩ và đoàn thanh niên đã tận dụng cơ sở vật chất sẵn có trên địa bàn tổ chức lớp dạy bơi và bóng đá cho các em học sinh. Lớp bơi lội diễn ra vào buổi sáng và buổi chiều hàng ngày. Các bạn nhỏ được dạy các kỹ thuật bơi và kỹ năng xử lý khi gặp đuối nước. Con học bơi được 10 buổi và bây giờ con đã biết bơi rồi. Môn bơi là một trong những môn thể thao có thể phát triển toàn diện cho các cháu về thể chất lẫn tinh thần, đặc biệt là có thể tăng chiều cao. Các hoạt động thể thao như thế này sẽ giúp các em phát triển thể chất, rời xa màn hình điện thoại, TV và góp phần hình thành kỹ năng sống cho các em. Các em có cơ hội được gần nhau, được chia sẻ để có những kỹ năng trước tập thể, có được những cái sự trải nghiệm sống trong tập thể. Trong cái dịp hè này thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo đoàn thanh niên phối kết hợp với cả ban giám hiệu nhà trường tiểu học An Vĩ tạo được cái môi trường lành mạnh, giảm bớt được cái sự lo lắng của phụ huynh mỗi khi mùa hè về và được tránh xa cái tai tệ nạn xã hội và cái quan trọng là bồi dưỡng cái nét đẹp tâm hồn cho các em học sinh. Niềm vui của con trẻ chắc chắn là được tham gia các hoạt động ngoài trời bổ ích, hấp dẫn và an toàn. Các em nhỏ ở xã An Vĩ đã có một mùa hè đáng nhớ bởi sự quan tâm vào cuộc của chính quyền các cấp, các ngành địa phương.
khi thị hiếu của đa số giới trẻ hiện nay là yêu thích các môn nghệ thuật mới mẻ, năng động, thì chàng trai Trịnh Giỏi ở xã Tam Đa, huyện Phù Cử lại có niềm đam mê với hát chèo, diễn chèo, một môn nghệ thuật truyền thống mang đậm nét văn hóa của người Việt. Em đi đâu hỡi cô nàng ơi, đào lìa ôi có một mình kia. Đây là một buổi hướng dẫn tập luyện trích đoạn chèo của Trịnh Giỏi. Mặc dù chỉ 35 tuổi và cũng là người nhỏ tuổi nhất, nhưng Giỏi luôn được các cô chú trong câu lạc bộ gọi là thầy giáo. Thầy Trịnh Giỏi độ tuổi thì hãy còn rất là trẻ, nhưng về trình độ chuyên môn của thầy, học viên chúng tôi đánh giá rất là cao, bởi vì là thầy đã qua trường lớp hát hay, biên đạo múa đẹp, cho nên học viên chúng tôi là rất say mê. Có lẽ vì cơ duyên với nghệ thuật chèo nên sau bao sóng gió, chàng trai trẻ vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê. Mồ côi bố mẹ từ sớm, Trịnh Giỏi đã phải tự mình nỗ lực và cố gắng gấp 2 lần so với bạn bè cùng trang lứa để vừa kiếm tiền, vừa học, nuôi dưỡng ước mơ. Ngày bố tôi còn ấy, thì là bố chuyên mở cái chương trình 30 phút dân ca của Đài Tiếng Việt Nam, được nghe rồi tôi được ngấm từ những cái ngày còn rất là nhỏ. Rất là đam mê, rất là thích hát những cái nghệ thuật, dòng nghệ thuật truyền thống. Khi lớn lên thì cũng có ước nguyện là muốn theo đuổi cái nghệ thuật để nhằm thứ nhất là theo cái sự đam mê của mình, và cái thứ hai nữa là theo cái muốn gìn giữ lại những cái nghệ thuật truyền thống của ông cha. Sau 3 năm học tại trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hưng Yên, không chỉ hát hay, múa dẻo, Giỏi còn thử sức mình với nhiều vai trò. Ngoài nhận dàn dựng, biên đạo, soạn vở cho các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng, Giỏi còn là cộng tác viên tích cực của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên trong chương trình Lưu giữ hồn quê, thắp sáng tài năng sơn nhãn. Đặc biệt, tháng 5 vừa qua, câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống huyện Phù Cử chính thức ra mắt với 50 hội viên do Trịnh Giỏi là chủ nhiệm câu lạc bộ. Tôi rất ngạc nhiên rằng là một bạn rất trẻ như thế nhưng mà đam mê các bộ môn nghệ thuật truyền thống ở những địa phương như là Phù Cử mà có được những hạt nhân như là Trịnh Giỏi, thì tôi nghĩ rằng là đó là một vốn quý, và chúng tôi mong rằng là chúng tôi sẽ gặp được rất nhiều những Trịnh Giỏi ở nhiều miền quê trong cả nước để việc bảo tồn, gìn giữ, phát triển vốn nghệ thuật truyền thống tiến hành cách tốt nhất. Hàng năm thì là tôi cũng vẫn có những cái lớp mở cho các cháu từ lớp 5 cho đến lớp 9. Tôi cũng muốn là truyền đạt lại cho các cháu cái thế hệ kế cận, là cái thế hệ trẻ của cháu, để cho nó yêu cái nghệ thuật hát chèo hơn. Sau những khó khăn vất vả, Trịnh Giỏi đã có được tổ ấm hạnh phúc với người vợ ngoan hiền cùng 3 con trai thông minh kháu khỉnh. Và đối với Giỏi thì niềm hạnh phúc đó như nhân lên khi cả hai vợ chồng đều cháy chung niềm đam mê. Đây chính là nguồn cổ vũ lớn lao nhất để Trịnh Giỏi có thêm động lực lan tỏa tình yêu chèo đến nhiều người hơn nữa. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại tạp chí Văn hóa và Đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.